Em cho các anh chị nhìn này, tự nhiên má bên này của em ngày hôm nay nó bị kích ứng này. Các chị thấy rõ không? Đây là cái mụn này, hai cái mụn đầu trắng ấy, nó bị kích ứng là nó lên mụn đầu trắng ấy. Thế là dùng em dùng móng tay này này, em cạo vỡ nó ra ấy. Và bây giờ nó rất chi là sót. Mỗi khi lần nào cũng làm vậy, nó mà kích ứng nó lên vài mụn như này là em sẽ cạo vậy ấy. Đây này, nó kích ứng hết này. Thế xong rồi đến lúc em bôi phục hồi của cái keratin của Obagi ấy, thì là đến mai nó ok ấy. Không biết là hôm nay có ok được không. Em vừa mới bôi xong rồi này. Đây ra bên này nó nửa mặt bên này thì lại không sao nhá. Nó không hiểu tự nhiên sao nửa mặt hôm nay nó cứ ngứa 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 và nó lên như này. Không biết là trường có đụng phải cái gì hay không. Em dùng móng tay em cạo vỡ nó ra. Bây giờ sót lắm, em bôi vào nó sót đấy. Em bôi thử xem nha, đến mai nó có như thế nào. Chứ mỗi lần nào em làm nó cũng thành công á. Không biết là đó ăn may hay không nữa. Lần này thì hai cái nốt này em cảm giác em cào vỡ hơi rộng ấy, nên nó cực kỳ sót. Có gì ngày mai em sẽ nói lại xem. Nếu mà nó liền được thì cái ken này nó phục hồi được, còn không được thì em phải xem lại bản thân thôi.